Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn một ngày tươi không cần tưới. Hôm nay chúng mình cùng tới với chia sẻ của một người Đài Loan sinh sống và làm việc ở Việt Nam nha, để xem góc nhìn của một người Đài Loan về Việt Nam chúng ta là như thế nào. Khi tôi đang học lớp quản trị kinh doanh quốc tế ITI của Bộ Kinh tế, tôi đã quyết định rằng tương lai của mình sẽ làm việc ở nước ngoài, đó là tháng 6 năm 2014. Tôi đã nghiên cứu trong quá trình này, tôi nên đi đâu, tôi tìm kiếm trên các tờ báo và tạp chí lớn và thấy rằng Việt Nam đang bùng nổ, vì vậy tôi bắt đầu nghiên cứu về Việt Nam. Tuy mới 3 năm, nhưng nghiên cứu về Đông Nam Á ở Đài Loan lúc đó chưa có nhiều. Mua sách về thấy ít thông tin nên cùng mấy bạn cùng lớp thành lập câu lạc bộ đọc sách Việt Nam, sau này phát triển hơn, gia nhập Hiệp hội Nghiên cứu ASEAN về nghiên cứu ASEAN để nhìn thấy thực tế Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2015, tôi đã tổ chức một nhóm gồm 10 bạn cùng lớp đến thăm các doanh nhân Đài Loan tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến đi đó khiến tôi vô cùng bất ngờ, khung cảnh tôi nhìn thấy khi vừa xuống máy bay hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Những gì tôi thấy ở khu đô thị cũng chẳng thua gì những tòa nhà cao tầng ở thành phố Đài Bắc. Cả thành phố giống như một công trường lớn với xây dựng ở khắp mọi nơi, một sự thịnh vượng. Chúng tôi đến thăm 7-8 doanh nhân Đài Loan và các đại diện địa phương ở nước ngoài. Sau đó tôi quyết định đến Việt Nam. Tháng 3 năm sau, tôi được ASUS mời đi thực tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi ở lại thành phố Hồ Chí Minh 3 tháng. Trong thời gian này, được chị và anh ở Việt Nam đưa sang học. Sau thời gian thực tập, anh về Đài Loan đầu quân cho một công ty công nghệ nổi tiếng thế giới. Nửa cuối năm, anh được cử đi công tác tại công viên Bắc Ninh, Việt Nam. Đến Việt Nam đã mang lại cho tôi sự thay đổi lớn nhất. Tôi nghĩ đó là việc học hỏi và hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau. Việt Nam là một quốc gia rất đặc biệt đối với Đài Loan, cũng nằm trong vòng văn hóa Đông Á, chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán ở Trung Nguyên, cũng tổ chức các lễ hội như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu và lễ hội Thuyền Rồng. Nó có phong tục tương tự như Đài Loan, nhưng nó có phong tục phương Tây, phong cách châu Âu trong cuộc sống nhiều góc. Nhìn thấy cả đất nước Việt Nam như một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết và cơ hội. Tôi, một người mới bước ra xã hội, thực sự bước ra khỏi vùng an toàn của Đài Loan và nhìn thấy một thế giới khác. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là có lần công ty làm một bản thông báo để hàng nghìn nhân viên biết xếp hàng nhận quà dịp lễ. Làm xong, mình đưa cho chị Giang lúc đó đưa mình xem. Không ngờ chị thấy mép giấy không thẳng với bản, bảo mình xé đi làm lại hết, chỉ chưa đầy 1cm, bề ngoài không rõ ràng nên toàn bộ hơn 20 biển quảng cáo đã bị xé bỏ và dán lại. Tiêu chuẩn cao và sự khắt khe trong mọi việc của chị Giang giống như yêu cầu tinh thần của người thợ thủ công Nhật Bản, khiến tôi thấy khác hẳn với định kiến của người Việt ở Đài Loan. Điều này khiến tôi rất sốc vào thời điểm đó. Trước đây, khi còn là thực tập sinh ở Sài Gòn, tôi thường nhìn các anh chị ở Việt Nam làm việc tăng ca đến khuya, sự chuyên nghiệp của họ không thua gì người Đài Loan. Lúc đó tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng một ngày nào đó đất nước này sẽ trở thành đầu tàu của toàn bộ khu vực khổng lồ. Đối với tôi, người Việt Nam rất thân thiện. Tôi vừa xuống máy bay và gặp chú Trang ở Sài Gòn ở công viên Phạm Ngũ Lão. Chú là giáo sư tiếng Anh tại Đại học Giao thông Hồ Chí Minh. Chú đã đưa tôi đi ăn rất nhiều món ăn Sài Gòn và cà phê, đã giới thiệu nhiều sinh viên của mình cho tôi. Khi tôi hỏi anh ấy tại sao lại tốt với một người nước ngoài như tôi như vậy, anh ấy nói: "Vì anh làm việc ở nước ngoài một mình không dễ dàng gì và chúng tôi chào đón anh đến Việt Nam." Những cuộc phiêu lưu như vậy đã để lại cho tôi ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam. Tôi cũng quen biết nhiều sinh viên và bạn bè bản địa. Người Đài Loan rất hiếu khách và thân thiện với người Việt Nam. Tôi có nhiều bạn người Việt Nam nói được tiếng Trung ở Bắc Ninh. Nhiều bạn đã sang Đài Loan làm việc và có ấn tượng rất tốt về Đài Loan. Một tài xế taxi từng nói với tôi: "Nhiều người thân của tôi đang làm việc ở Đài Loan. Đài Loan là một nơi rất tiến bộ. Tôi muốn đến thăm nếu có cơ hội." Vì sinh ra trong ngành nhân văn nên tôi luôn để ý đến nhiều điều nhỏ nhặt về văn hóa ở Việt Nam. Ví dụ, vào cuối ngày âm lịch, tôi thấy nhiều người bán cá vàng ở trên đường. Tôi nhận ra rằng người Việt Nam có phong tục cúng ông táo giống như Đài Loan. Tuy nhiên, ở Việt Nam có 3 ông táo. Ông táo cưỡi cá vàng, chỉ có một con cá vàng được phóng sinh là ông táo được về trời, phán những điều tốt lành cho gia đình. Loại câu chuyện văn hóa này sẽ khiến mọi người mỉm cười, hơi giống với Đài Loan nhưng có phong tục khác, có một hương vị kỳ lạ trong sự quen thuộc. Ấn tượng của tôi về Việt Nam là có các trường luyện thi ở khắp mọi nơi, đặc biệt là các trường luyện thi tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Và có rất nhiều người nói nhiều ngôn ngữ khác nhau trong thành phố này và nhận ra rằng đó là tiếng Trung. Cô ấy ngay lập tức chào tôi bằng tiếng Trung và nói thêm vài từ bằng tiếng Trung. Điều này đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Cũng có nhiều đồng nghiệp làm việc trong nhà máy, dù đã thông thạo tiếng Trung, tiếng Anh nhưng sau khi tan sở vẫn chăm chỉ học tiếng Nhật, tiếng Hàn và các ngoại ngữ thứ hai, thứ ba khác. Thái độ tích cực như vậy rất đáng ngưỡng mộ. Trong mắt tôi, tinh thần cần cù lao động của người Việt Nam đã biến đất nước này trở thành con hổ mới của châu Á. Có lẽ trong tương lai không xa, quốc gia mới nổi với số dân gần 100 triệu người và diện tích gần bằng Nhật Bản này sẽ dẫn đầu của Đông Á.
Khi còn đi học, tôi không biết gì về Đông Nam Á. Tôi cũng không biết Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ ngàn năm và giành độc lập trong thời Ngũ Đại. Tôi cũng không biết rằng Chiang Mai vốn là một quốc gia, vương quốc độc lập và bị Miến Điện xâm chiếm. Khi còn học đại học, Khi Cho Quan hầu như không biết gì về Đông Nam Á. Sau khi tốt nghiệp, anh được Viện Thương mại Quốc tế ITI của Bộ Kinh tế đào tạo. Sau khi đi thăm quan địa phương, anh đã thay đổi suy nghĩ của mình, đã thành lập Hiệp hội Nghiên cứu ASEAN để chia sẻ những điều lớn nhỏ của ASEAN. Năm 2016, Nian Ken được cử đến Việt Nam và trải nghiệm điên rồ nhất của anh ấy ở Đông Nam Á, theo như tôi biết, là câu chuyện đến thăm Myanmar và trở thành một nhà sư tại chỗ. Anh hiện đang sống ở Bắc Ninh, Việt Nam và làm việc tại Hà Nội. Tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chính tại nơi làm việc, nhưng về cơ bản không có vấn đề gì khi giao tiếp bằng tiếng Việt đơn giản. Về nơi ở, anh cho biết phần lớn cư dân ở đây sống trong những căn nhà tuton dài và hẹp, đa số tự mua đất rồi kiếm nhà xây. Xây nhìn đẹp hơn Đài Loan bây giờ nhiều, đang có nhiều dự án phát triển tại các thành phố lớn, thu hút nhiều người nước ngoài đầu tư vào bất động sản. Các giám đốc điều hành doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội chủ yếu sống ở Eco Park và Time City, giá thuê hàng tháng dao động từ 500 USD đến 1.000 USD. Đối với những du khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam, điều hồi hộp nhất là sang đường và luôn có người qua đường từ bên kia đường đi tới hoặc xe máy đột ngột xuất hiện. Tuy nhiên, giao thông ở Bắc Ninh tương đối thông suốt, ngược lại Hà Nội rất đông đúc trong giờ đi làm. Ngoài ra còn có xe bus, xe ôm, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng hệ thống giao thông G, hệ thống giao thông sẽ được thông xe trong khoảng 5 năm nữa. Ở Việt Nam, ở các ngã tư đều có xe ôm túc trực, chỉ cần nói địa điểm và giá cả là có thể lên xe. Xe máy có thể đi trên quốc lộ. Mạng lưới đường cao tốc của Việt Nam đã đầy đủ và âm thanh, và đầu máy xe lửa cũng có thể đi trên quốc lộ, vì vậy tiếng còi thường xuyên được nghe thấy trên đường cao tốc. Khí hậu miền Bắc Việt Nam cũng tương tự như Đài Loan, không chỉ có khí hậu ẩm mà mùa đông có thể lạnh tới 10 độ, trang phục cũng tương tự như miền Bắc Đài Loan, thành phố giống như mùa hè quanh năm, chỉ có mùa mưa và mùa khô, nó giống với miền Nam Đài Loan hơn. Nhân viên văn phòng nói chung mặc áo sơ mi và quần tây, nhiều thương hiệu quần áo quốc tế được sản xuất tại Việt Nam. Vì vậy, nhiều biển hiệu cửa hàng quần áo sẽ ghi Made in Việt Nam, trang phục đồng quê Nam Bộ, quốc phục màu trắng là trang phục trang trọng bắt buộc phải có của các nữ sinh cấp 3. Mỗi bộ đều được thiết kế riêng để tôn lên vóc dáng yêu kiều của người con gái Việt Nam. Từ màu sắc của chiếc áo dài có thể nhìn thấy độ tuổi, màu sắc của chiếc áo dài càng đậm càng tốt, áo dài càng phát triển thì càng có nhiều hoa văn. Đặc điểm của Hà Nội Clothes. Khi Hee Seok-won ăn bữa sáng và bữa trưa tại công ty, đôi khi là bún, mì xào và chuối luộc, còn bữa tối thường ăn cơm bình dân và lẩu Việt Nam. Về cơm bình dân, anh cho biết thêm, nó rất giống các nhà hàng buffet bento của Đài Loan, hương vị cũng rất giống nhưng thỉnh thoảng có những món như khế, chuối luộc, nhộng vai sầu thì hiếm thấy ở Đài Loan. Nói đến món ăn Việt Nam, không thể không nhắc đến phở. Có phở gà, phở bò ăn kèm với một đĩa rau bao gồm bạc hà, húng quế, giá đỗ ăn cùng nhau, trong nước canh. Trước khi ăn, tôi vắt ít chanh để nước canh thanh và ngon hơn. Giá phở chung khoảng 30.000 đồng, tức là khoảng 45 đài tệ. Bánh mì Việt Nam và lẩu Việt Nam cũng là những đại diện chính, lấy cảm hứng từ bánh mì Pháp, nhưng mà bánh mì Việt Nam giòn hơn. Tuy nhiên, cách ăn và hình dáng lại có sự khác biệt giữa các vùng miền. Bánh mì ở miền Trung mỏng hơn và nhiều xà lách hơn ở miền Nam. Lẩu Việt Nam là thói quen ăn lẩu do mùa đông lạnh ở miền Bắc Việt Nam. Lẩu Việt Nam có nhiều hương vị khác nhau. Nói về quan điểm của mình đối với món ăn Việt Nam, anh cho rằng khẩu vị của Việt Nam gần với Đài Loan hơn, món ăn miền Bắc nhạt hơn, nấu ít dầu mỡ hơn. Nhưng nhìn chung, món ăn Việt Nam sử dụng nhiều nước mắm, khác với Đài Loan. Nhưng thực tế, cá lư được phát minh bởi người Phúc Kiến và sau đó lan sang Đông Nam Á. Ngày nay, văn hóa cà phê của người Việt Nam đã vang danh khắp nơi. Ngoài cà phê còn bán các loại trà, sinh tố, nước ép hay là hạt dưa. Và nổi tiếng là cà phê đá được làm từ cà phê đen đậm. Cà phê sữa đá thì cho thêm ít sữa đặc vào. Ngồi quán cà phê ven đường uống cà phê tán gẫu là chuyện thường thấy. Trong quán phải có TV và các kênh thể thao, cả con hẻm sẽ cùng reo hò khi Việt Nam ghi bàn. Đặc sản Hà Nội, ẩm thực. Hee Seok-won cũng chia sẻ những quan sát của mình về sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Do yếu tố lịch sử có sự khác biệt lớn về văn hóa và thói quen giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, trong đó chủ yếu là Vinaphone và Viettel, còn miền Nam là Mobifone. Ngoài ra, từ vựng tiếng Việt cũng khác, cách phát âm cũng khác, người Bắc Việt phát âm rõ ràng hơn, còn người Nam Việt thường phát âm legato hoặc là lười. Hiện nay, Hà Nội là nơi phát âm tiếng Việt chuẩn chủ yếu, nhưng những người sống ở nước ngoài phần lớn Hoa Kiều là di dân rời Sài Gòn sau khi đất nước thống nhất, nên phần lớn người Việt hải ngoại và truyền thông vẫn chủ yếu dùng giọng Sài Gòn. Trích đoạn tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nè. Xin chào và hẹn gặp lại.